Thưa quý vị, trong phần thi từ điển âm nhạc, mỗi đội sẽ nghe một câu hỏi và trả lời liệt kê bằng 5 đáp án. Mỗi một đáp án chính xác được tính là 200 điểm. Như vậy, nếu hoàn toàn chính xác 5 đáp án, các bạn sẽ có 1.000 điểm trong vòng thi này. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đội 5 chuẩn bị. Thưa quý vị, hãy nêu tên 5 album nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Hết, bắt đầu. Một bông hoa xinh tươi tàn rô ra. Trời ơi, 5 4 2 1 Hết giờ. Đi lẹ lên. Khoan từ từ. Tại vì bác Thắng hơi lớn tuổi nên tay hơi rung, hiểu không? Cho nên phải từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Không được, thời gian có hạn. Rồi, dừng lại. Thưa quý vị, chúng ta thử xem 5 album nhạc của ca sĩ Mỹ Linh đã được đội Nam thống nhất và ghi như thế nào. Xin mời. Đầu tiên đó là Mỹ Linh. Thứ hai, Tóc Ngắn. Thứ ba, Made in Việt Nam. Thứ tư, Chat với Moza. Và thứ năm, Tình Ca Muôn Đời. Đội nữ có ý kiến gì không ạ? Nguyên Linh chỉ thắc mắc cái album Tình Ca Muôn Đời thôi. Có phải cái đó chỉ là một ca khúc thôi, chứ không phải là tên cả một cái album. Hòa Hiệp thấy là không có album Tình Ca Muôn Đời, mà Gia Bảo nhất quyết là kêu đi vô tình ca muôn đời cho bạn nó vui, cho nên ghi cho vui. Nói chung Gia Bảo hãy giải thích về điều này, tại sao bạn đã thấy cái album Tình Ca Muôn Đời bao giờ chưa? Tại vì hôm qua em sợt trên mạng, em kiếm bài Tình Ca Muôn Đời, em thấy hiện lên là album của Mỹ Linh mà lâu rồi. Thôi vậy cái này nhờ ban tổ chức giải đáp giùm, tại vì Linh hãy đợi đấy. Chúng ta sẽ tiến hành ngay sau đây phần dự thi của đội nữ trước khi nghe một bài nhạc nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một trong những ca khúc nổi tiếng của Mỹ Linh, bài hát Tóc Ngắn. Và bây giờ đội nữ chuẩn bị cho bút mực và bảng của mình nha, để đến với chủ đề của các bạn. Hãy nêu tên 5 album của nam ca sĩ Lam Trường. Yeah, nhanh lên. Viết xong xin mời dựng bảng lên. Chúng tôi thấy trong phần phá rối thì đội nam có nhiều năng lượng hơn đội nữ. Em phải công nhận điều đấy. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem kết quả 5 album của nam ca sĩ Lam Trường mà đội nữ đã thống nhất là album nào. Đầu tiên các bạn thống nhất là Tình Hồi Xót Xa là 1, Tuyết Lạnh là 2, Cho Bạn Cho Tôi là 3, và thứ tư Kelly, và thứ năm Mãi Cho Tình Lên Đến. Đội nam có ý kiến gì không ạ? Em có ý kiến. Xin mời Gia Bảo. Chữ ca thi sai chính tả. Cái album người ta có chữ hát nữa, mà cái chữ này là thi. Ca thi sai rồi. Sai rồi. Viết là K-A-T. Nghe bài hát của Lam Trường. Y đọc là ca đi, hoặc là theo tiếng Anh là carry. Em với chúng tôi bay nhẹ, ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn kể đi em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi.
Xin công bố số điểm của hai đội như sau. Đội nam trúng được 3 đáp án với ca sĩ Mỹ Linh, đó là các album Tóc Ngắn, Made in Việt Nam và Chắc Moza. Còn album Mỹ Linh thì tiếc là các bạn thiếu có hai từ, Tiếng Hát Mỹ Linh của Trịnh Công Sơn biên tập, và Tình Ca Muôn Đời thì là tên ca khúc chứ không phải là album. Kết luận lại rằng đội nam được 600 điểm. Chúc mừng. 800 nãy giờ được. Đội nữ rất hoang mang hồi hộp vì nghĩ rằng mình chỉ đúng hai đáp án là Tình Thôi Xót Xa và Tuyết Lạnh. Nghĩ rằng Cho Bạn Cho Tôi, Kedi và Mãi Cho Tình Lên Đên không đúng, nhưng thật ra các bạn đúng 5 đáp án, được 1.000 điểm. Thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành vòng thi Từ Điển Âm Nhạc. Mời quý vị cùng đến với vòng thi tiếp theo được mang tên Thử Làm Nhạc Công. Đây là chiếc còi, hay còn gọi là cái tu hít. Các bạn sẽ cử một thành viên trong đội của mình lên thổi còi, giữ được tiết tấu, giữ được giai điệu, và các thành viên còn lại có thể đoán 3 lần. Và nếu như đoán đúng sẽ ghi được số điểm, được tính là 500 điểm. Như vậy, các bạn sẽ có 3 bài hát. Vòng thi này hoàn tất sẽ có 1.500 điểm. Đội nữ, ai là người xung phong lên thổi còi? Uyên Linh! Yeah! Bạn nhớ giữ cái còi và giữ cái mic nha. Đây là bài hát của đội bạn mà bạn cần phải thổi. Bài thứ nhất không được ra dấu. Bài từ bài thứ hai trở đi có quyền diễn tả thoải mái. Xin mời bạn vào vị trí. Quay qua đây thổi nè. Đây là bài Bức Thư Tình Thứ Hai. Em tự hỏi mình ý nghĩa như vô sâu. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chăng mình trông thấy nhau? Vâng, dựa vào đâu mà Kim và Kali có thể đoán trong những tiếng còi ấy là bài Bức Thư Tình Thứ Hai? Rất đơn giản thôi. Thật sự thì Quyên Linh thổi kèn rất hay. Đúng rồi. Mặc dù nó chỉ như thế này, ngang này thôi, mà em vẫn hiểu được là nhưng chị mà cái tiết tấu của Quyên Linh hết tâm hồn chị vào. Rất là chính xác đúng không? Vâng, cho một tràng pháo tay chúc mừng. Mời Quyên Linh đến đây và xem tiếp bài số 2. Không biết gì thua qua bài sau đi. Nếu bạn cảm thấy bối rối thì bạn hãy tập trung để thổi cho thật là chính xác. Ờ, anh gian thế. Xin mời. Dạ đây là bài Căn Phòng Mưa Rơi. Câu hỏi phụ, ca sĩ nào trình bày ca khúc này? Dạ là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Chúc mừng, chính xác. Và đây là bài cuối cùng, xin mời. Bài thứ 3. Nào cũng căng. Không biết phải bài Hoang Mang không mà cái mặt hoang mang quá. Anh không yêu em thì thôi. Anh em, anh và em, cái gì đánh nhau anh à? Anh nhớ em nhiều lắm hả? Rồi, ok. Anh, em. Anh thanh bạch đẹp trai. Em, nhớ, anh. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vô cùng, vô cùng. Giỏi quá.
ca hát, Nguyên Linh còn có khả năng diễn kịch câm. Xin được chúc mừng bạn. Và bạn có thể trở về